Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương mục 389 Đồng Tháp. Thưa quý vị, trong tháng qua, hoạt động của các lực lượng chức năng ban chỉ đạo đã liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ việc, hành vi vi phạm trên tất cả các lĩnh vực. Chương mục kỳ này sẽ thông tin đến quý khán giả về công tác đấu tranh liên quan. Cùng với đó, phần tiêu điểm của chương trình sẽ đề cập công tác kiểm soát, giám sát hoạt động thương mại điện tử. Mở đầu là phần tin nổi bật. Phát hiện nhiều hộ kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc. Tiêu hủy hàng ngàn sản phẩm mỹ phẩm và gần 24 kg ma túy. Để tiếp tục triển khai các nhiệm vụ đấu tranh, kiểm tra, kiểm soát thị trường các tháng còn lại trong năm 2024, vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh Nguyễn Phước Thiện đã chủ trì buổi làm việc với lực lượng thành viên Ban Chỉ đạo 389 Đồng Tháp sơ kết về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong 6 tháng đầu năm. Thống kê của Ban Chỉ đạo 389 Đồng Tháp, 6 tháng năm 2024, các cơ quan chức năng phát hiện 606 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, so với cùng kỳ giảm 21%, tiến hành xử lý 585 vụ, xử phạt trên 4 tỷ 300 triệu đồng, khởi tố hình sự 13 vụ với 15 đối tượng. Riêng công tác phòng chống buôn lậu, so với cùng kỳ giảm 37%, sản phẩm nhập lậu phổ biến như thuốc lá điếu, pháo nổ, bia, đường cát, thuốc bảo vệ thực vật. Mặt hàng gian lận thương mại, hàng giả phổ biến như trang sức, quần áo, phân bón, phụ tùng xe và hàng hóa tiêu dùng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Phước Thiện đề nghị các lực lượng ban chỉ đạo cần tăng cường vai trò kiểm tra kiểm soát của lĩnh vực mình phụ trách, kết hợp các biện pháp đấu tranh, mạnh tay tính toán phương án xử lý, không chỉ dừng lại ở mức xử phạt mà cần bám sát thực tế, tránh tác động xấu đến quyền lợi doanh nghiệp kinh doanh chân chính, nhất là người tiêu dùng. Riêng đối với thị trường vàng, Phó Chủ tịch yêu cầu các lực lượng tiếp tục giám sát việc thực hiện đúng quy định thuế của các đơn vị kinh doanh mặt hàng này. Về tình trạng kinh doanh phân, thuốc bảo vệ thực vật giả nhãn hiệu, nhái chất lượng, cần tăng cường thanh tra kiểm tra đột xuất kết hợp với kiểm tra việc quản lý của địa phương, tăng cường kiểm tra tình hình mua bán, vận chuyển sản phẩm gia cầm, gia súc tại các tuyến biên giới, chủ động dự báo diễn biến thị trường để có kế hoạch đấu tranh, trấn áp hiệu quả. Hành vi buôn bán hàng hóa nhập lậu, gian lận thương mại vẫn tiếp tục diễn ra trong tháng qua, chủ yếu là các sản phẩm hàng tiêu dùng nhằm đánh vào tâm lý chuộng sản phẩm ngoại nhập. Tiến hành kiểm tra đột xuất một hộ kinh doanh phụ liệu tóc tại xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh, đội quản lý thị trường số 4 phát hiện 350 sản phẩm mỹ phẩm gồm gel tẩy tế bào chết, nước sơn móng tay có nguồn gốc xuất xứ nước ngoài. Tuy nhiên, toàn bộ số hàng hóa này đều không có hóa đơn chứng minh tính hợp pháp của sản phẩm. Tổng giá trị tang vật trên 31 triệu đồng, đồng thời tiến hành xử phạt 30 triệu đồng và thu giữ tang vật vi phạm để xử lý theo quy định. Qua đường dây nóng, đội quản lý thị trường số 1 cũng phát hiện một hộ kinh doanh tại địa bàn huyện Lai Dung bày bán 350 kg bột chất tẩy rửa diệt rong. Số hàng hóa này đều không có nguồn gốc, thông tin chi tiết về sản phẩm. Lực lượng chức năng đã xử phạt 17 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm. Lực lượng chức năng Ban Chỉ đạo 389 Đồng Tháp vừa tiêu hủy nhiều sản phẩm hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Mới đây nhất, Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan tiêu hủy hơn 2.000 sản phẩm các loại là sữa tắm, kem đánh răng, kem dưỡng da, dầu gội đầu. Số hàng hóa bị tiêu hủy trị giá khoảng 60 triệu đồng. Đây là các sản phẩm không có hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc rõ ràng, được Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Công an xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh kiểm tra thu giữ. Trước đó, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành tiêu hủy gần 24 kg chất ma túy. Đây là tang vật trong vụ án vận chuyển trái phép ma túy bị phát hiện tại thị trấn Thường Thế Tiền, huyện Hồng Ngự. Hình thức tiêu hủy của hai vụ việc trên là bằng lò đốt. Hiện nay, thương mại điện tử đã và đang trở thành lĩnh vực có ảnh hưởng quan trọng trong sự phát triển kinh tế. Tuy nhiên, thực tế này cũng vô tình khiến thương mại điện tử trở thành mảnh đất màu mỡ cho một số đối tượng lợi dụng để kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc. Để kịp thời phát hiện, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, Ban Chỉ đạo 389 Đồng Tháp đã triển khai nhiều đội hình kiểm soát thị trường trên không gian mạng.
Chỉ cần một vài thao tác, đơn hàng mỹ phẩm này đã được giao dịch thành công. Không mất thời gian đi lại, sự tiện lợi của việc mua hàng online đang dần trở thành kênh mua sắm chính của người tiêu dùng, nhất là giới trẻ. Nhu cầu mua sắm online tăng cao, những cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm như anh Hiếu cũng buộc phải tiếp cận thị trường số này. Từ sản phẩm nội địa đến những sản phẩm ngoại, tất cả đều có đủ trên website của cửa hàng. Chú trọng hình ảnh thực tế và những trường thông tin để khách hàng dễ dàng mua hàng. Tuy nhiên, một số sản phẩm hàng hóa để bày bán trên không gian này vẫn chưa có hóa đơn chứng từ khi được lực lượng chức năng yêu cầu cung cấp. Nhập ít quá thì bên cung cấp người ta họ không có chịu xuất hóa đơn cho mình. Giống như là ví dụ như nhập có 1-2 sản phẩm thôi thì yêu cầu người ta xuất hóa đơn là một số nhà cung cấp sẽ cảm thấy khó chịu hay gì đó. Qua cái việc này các anh cơ quan tới kiểm tra thì em hiểu là sau này dù có mua một sản phẩm thôi đi nữa thì cũng phải yêu cầu nhà cung cấp xuất hóa đơn chứng từ đầy đủ cho mình. Với cơ sở sản xuất kinh doanh tinh dầu này lại khá thuận lợi, bởi một mặt sản phẩm do chính gia đình sản xuất và phân phối. Để đưa sản phẩm rộng đường đến tay người tiêu dùng, gia tăng kênh bán hàng, các sản phẩm của cơ sở đều có mặt trên nhiều nền tảng số. Chụp hình sản phẩm, đăng tải thông tin của sản phẩm, những quy trình để đưa hàng hóa lên nền tảng số. Sản phẩm đăng lên trên sàn thương mại điện tử thì nó phải rõ ràng nguồn gốc từ cái nguyên liệu cho đến quá trình sản xuất, cho đến quy trình đóng gói, cho đến tay khách hàng như thế nào, và mình phải quảng bá được và tăng cái trải nghiệm của khách hàng. Thời gian qua, lực lượng chức năng 389 Đồng Tháp đã phát hiện xử lý nhiều cơ sở, hộ kinh doanh vi phạm. Hầu hết là đưa hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng với đủ các mức giá khác nhau. Trong 8 tháng, các lực lượng đã phát hiện 43 vụ việc vi phạm, xử phạt số tiền gần 900 triệu đồng. Bên cạnh những hạn chế của người bán hàng, thì hiện nay các sàn thương mại điện tử cũng vô cùng bát nháo. Điển hình như với cùng một sản phẩm như thế này, nhưng tại mỗi gian hàng, giá lại có sự chênh lệch khá lớn. Ít thì vài trăm ngàn đồng, có nơi chênh lệch lên đến tiền triệu đồng. Trước thực trạng này, Ban chỉ đạo 389 Đồng Tháp đã đẩy mạnh công tác tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động mua bán online, trong đó tập trung vào những nhóm giải pháp theo dõi thị trường, gia tăng hàm lượng thiết bị giám sát các hoạt động livestream. Tại cuộc họp báo cáo sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Phước Thiện cũng chỉ đạo các lực lượng cần đẩy mạnh về công tác đấu tranh, mạnh tay trong xử lý. Để thanh lọc thị trường cũng cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng. Có như thế mới đấu tranh hiệu quả trên nhiều mặt trận. Quy định về xử phạt nó có rồi đó, như nãy em nói đó, đúng không? Mà vấn đề là chúng ta phải cùng nhau ngồi lại, cuối cùng là chúng ta là biện pháp phòng ngừa, chứ không phải chúng ta đợi việc chúng ta đi xử phạt là chúng ta chẳng muốn đâu. Để muốn xử phạt là mấy anh còn phải đi xử lý về quy trình vi phạm hành chánh rồi văn bản pháp lý. Nhưng mà thường thật ra theo tôi biết mình rất là ngại cái chuyện mà đi xử phạt, đúng không? Tại nhiều lúc là mình có những tham mưu tốt, có những anh em tham mưu không tốt thì ra cái văn bản với quyết định xử phạt nó không đúng, người ta thưa lại, cái bắt đầu là lại rất là rắc rối. Nên là tôi đề nghị là hình thức phòng ngừa thì nó sẽ tốt hơn. Khi tiêu dùng số trở thành xu thế tất yếu, thì chính người tiêu dùng cũng cần phải sáng suốt giữa vô vàn cạm bẫy về chất lượng hàng hóa. Chỉ nên mua hàng hóa của những đơn vị cung cấp kênh bán hàng có uy tín. Thông tin chính sách pháp luật. Hành vi vi phạm về thiết lập website thương mại điện tử hoặc ứng dụng thương mại điện tử trên nền tảng di động bao gồm không đăng ký website, gian dối hoặc cung cấp thông tin sai sự thật, giả mạo thông tin đăng ký trên website, sử dụng biểu tượng để gắn lên website khi chưa đăng ký với cơ quan nhà nước, mức xử phạt từ 20-30 triệu đồng. Biện pháp khắc phục: thu hồi tên miền .vn của website hoặc buộc gỡ bỏ ứng dụng hoặc địa chỉ đã cung cấp. Hành vi vi phạm về thông tin và giao dịch trên website thương mại điện tử hoặc ứng dụng di động bao gồm lừa đảo khách hàng trên website thương mại điện tử hoặc ứng dụng di động, lợi dụng danh nghĩa hoạt động kinh doanh thương mại điện tử để huy động vốn trái phép từ các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác, mức xử phạt từ 40-50 triệu đồng. Biện pháp khắc phục: thu hồi tên miền .vn của website hoặc buộc gỡ bỏ ứng dụng hoặc địa chỉ đã cung cấp, buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.
Thời lượng chuyên mục 389 Đồng Tháp kỳ này đến đây xin phép được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình sau.